Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ấy sẽ quay cho quý vị dự án 8 căn nhà thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với 8 căn nhà này, ngõ thông thoáng, hai xe ô tô tránh nhau. Ở đây thì có 8 căn nhà đã bán, một căn có 3 hướng, hướng Đông Bắc, hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc nha quý vị. Với 8 căn nhà này, diện tích trên sổ đỏ từ 30 cho đến 34m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, tất cả đều đã có 8 cuốn sổ riêng biệt, bao toàn bộ phí thuế sang tên, giá chỉ từ 2 tỷ 850 triệu đồng một căn thôi quý vị. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay cái lô góc này để gửi tới cho quý vị. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế tất cả đường ngõ rất là rộng, thông thoáng, xe ô tô để ở đây thoải mái mọi người nha. Đấy, với cái ngõ trước nhà này thì nó khoảng tầm được 4m, 4m rưỡi mọi người ạ. Và đây là sẽ cái căn lô góc mà em muốn quay gửi tới mọi người. Với cái căn lô góc này thì diện tích của nó là 30,7m², hướng nhà là hướng Đông Bắc. Và với cái thiết kế của căn nhà này, cửa chính là thiết kế cửa cuốn và bên trong là cửa kính cường lực. Mời người theo em vào khám phá cụ thể với cái vị trí căn nhà này. Thì nó gần cái gì? Nó gần với lại cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, nó gần với lại trường Đại học Fenica, gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông. Cụ thể vị trí căn nhà này thì nó là thuộc đường Latin, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội nha quý vị. Và với cái giá chào bán hiện tại thì căn thấp nhất ở đây là 2 tỷ 850 triệu đồng và như cái căn ở mặt ngoài này thì nó là 3 tỷ 3 cho đến 3 tỷ 400 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên, sổ đỏ đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Ngọc Ánh đang nói ở đây đó là phần tầng 1 của ngôi nhà vừa mới hoàn thiện xong, vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp xong thì em quay luôn gửi tới quý vị nha. Với cái phần hoàn thiện thì phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu vàng nhạt, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng căn. Với cái gạch lát nền thì là màu trắng, kích thước là gạch 60-60 vân đá. Căn nhà này lô góc cho nên ngoài cái phần cửa chính thì ở đây có cái phần đây mọi người có thể nhìn thực tế là có một cái ô cửa sổ mở ra rất là mát, hướng Đông Bắc đó. Ngoài ra ở đây còn hai hướng nữa, đó là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam. Nếu như quý vị nào không hợp với cái hướng Đông Bắc mà hợp với hướng Đông Nam hoặc là hợp với hướng Tây Bắc thì quý vị có thể cân nhắc cái hướng nhà. Ngoài cái phần tầng 1 ở đây phòng khách hoặc là quý vị có thể để xe ô tô vào nhà, cái phần này là có thể để xe ô tô vào nhà được nha mọi người. Đường nó rộng ở trước nhà cho nên là xe ô tô có thể vào nhà. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với cái phần hoàn thiện tủ bếp thì gần như là đã xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay. Tủ bếp thì thiết kế đầy đủ cho mình, tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt. Và cái tông chủ đạo của cái màu bếp này thì quý vị nhìn thực tế là màu trắng. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá granite. Ở đây phụ kiện bếp được lắp đặt đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa rồi, mọi người có thể dọn đồ về và ở ngay đúng theo hiện trạng của ngôi nhà, rất là mới, mới tinh luôn. Đó, còn nguyên cả mùi sơn mọi người ạ. Và tầng 1 thì còn thiết kế thêm một phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 với cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Với cái căn nhà này quý vị thì vị trí đi lại rất là gần, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ, trường, phường, trạm, nó chỉ phạm vi bán kính 500m thôi. Và nó đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông thì nó khoảng tầm 3km, gần với trường Đại học Fenica. Nếu như tính từ vị trí căn nhà này mà đi ra tới trường Đại học Fenica thì nó chỉ khoảng tầm 2km mọi người nha. Sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì cái căn nhà này thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phía phòng ngủ đây mọi người nhá. Cửa sổ thông thoáng, lô góc, đây mọi người có thể nhìn thực tế. Mở cái cửa này ra rất là mát luôn. Với cái không gian phòng ngủ đây là có ban công mở hướng ra phía bên ngoài, hệ thống trần thạch cao, sàn gỗ, cửa thông phòng là cửa gỗ được lắp đặt đầy đủ rồi. Đó, với một cái căn nhà hoàn thiện rất là chỉn chu, quý vị dọn đồ về và ở được ngay. Căn nhà ngõ thông, hai xe ô tô có thể đi qua, hoặc là với cái căn nhà này thì ô tô có thể vào nhà. Sàn gỗ công nghiệp, cửa sổ thông thoáng đây quý vị nhé. Với cái căn phòng này cũng rất là vuông vắn, dễ dàng cái kê đồ nội thất, trang trí các thứ ở bên trong phòng. Và ở ngoài hành lang này là có một phòng vệ sinh cho quý vị ở phía tầng 2 sử dụng. Về bồn cầu này, hệ thống sen tắm nóng lạnh này, quạt hút mùi. Và đây nữa,
Đó. Lavabo và bàn đá. Riêng cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, còn cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ nha mọi người. Đó, hành lang đi vào giữa cái phần cầu thang cũng như là đi vào nhà đây thì mọi người thì nhìn thấy nó rất là rộng, nó khoảng tầm là 1m2. Và mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Căn nhà này thiết kế là 5 tầng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt nhau. Tuy nhiên, với tầng 4 của ngôi nhà thì nó thiết kế khác hơn một chút so với tầng 3, đó là thay thế vào lát sàn gỗ thì ở đây chủ nhà thiết kế là gạch lát nền. Đó. Tất cả các phòng đều có ban công, cửa được mở hướng ra bên ngoài. Và chủ nhà cũng lắp cho mình rèm cửa rồi. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ. Đó, theo hiện trạng căn nhà này dọn đồ về và ở được ngay. Cửa thông phòng, nhà vệ sinh ở tầng 4. Như vậy, với cái căn nhà này Ngọc Ánh chia sẻ với mọi người, diện tích 30,7m2, thiết kế 5 tầng được 3 phòng ngủ tính đến lên tầng 4. Vậy tầng 5 thiết kế ra sao mọi người? Đừng rời mắt khỏi video. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà. Ngọc Ánh đã bước chân lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà rồi mọi người ạ. Đây. Với tầng 5 thiết kế cho mình một ô phòng thờ. Đây, rất là thoáng mọi người nha. Đó. Khá là hợp lý. Riêng ở trên phía tầng 5 thì chủ nhà lắp gạch là cái gạch giả gỗ, nhìn nó cũng khá là ấm cúng. Và phần còn lại là phần sân phơi. Đây, đây là phần sân phơi của ngôi nhà nha mọi người. Với cái vị trí căn nhà này, đây có thể nhìn thấy luôn trường học cấp 2, cấp 1 ở đây luôn mọi người nha. Tính từ vị trí căn nhà này có thể nhìn thấy luôn được trường học cấp 1, cấp 2. Rất là gần chợ dân sinh, trường mầm non, đi lại thuận tiện. Với cái căn nhà này thì xung quanh phải nói thật với mọi người là dân cư quá là đông đúc luôn ý mọi người ạ. Đó. Và với cái căn nhà Ngọc Ánh cũng đã chia sẻ vị trí này, đường này, hướng này, giá, tiền rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái vị trí ngôi nhà này và muốn được đi xem thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.